Đàm Vĩnh Hưng được tẩy trắng, ông trùm Điền Quân lộ tình cảm hiện tại sau drama Tú Hồng. Thời gian gần đây, ồn ào từ thiện là một trong sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận nhất. Tiêu biểu là đấu tố của bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi bà Phương Hằng lên làm việc với Bộ Công an về vụ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khuất tất trong việc từ thiện, thì trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề hé lộ bằng chứng chứng minh Đàm Vĩnh Hưng trong sạch sau Cry Team. Trong đó, nội dung của đoạn clip này chủ yếu đưa ra những bằng chứng bên vực Đàm Vĩnh Hưng và chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, đoạn clip chỉ trích cách phát ngôn dùng từ ngữ thiếu văn hóa của nữ CEO, khoe của cả lặp đi lặp lại nhiều lần bên vực Đàm Vĩnh Hưng khi anh biết dừng đúng lúc, không để tranh cãi lên đỉnh điểm và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Sử dụng câu chuyện cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng để tạo dựng lòng tin nhằm bôi nhọ và dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực nhất, mục đích hạ bệ, thỏa mãn sự hiếu thắng bên trong con người và bất chấp tất cả mọi lời lẽ hành động. Ngoài ra, cuối đoạn clip tiết lộ hợp đồng kiểm toán của ca sĩ Huỳnh Minh Hưng, nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng, một vài trang đầu cũng đã được hé lộ. Tất cả bằng chứng này sẽ được phục vụ cho công tác điều tra, làm sáng tỏ việc Đàm Vĩnh Hưng khuất tất chuyện từ thiện. Đoạn clip sau khi được Vũ Hà chia sẻ nhận được sự ủng hộ lớn của cư dân mạng. Phần lớn những người này đều là những khán giả yêu mến Đàm Vĩnh Hưng, mong thần tượng nhanh chóng được minh oan. Hiện tại, không biết thực hư ra sao, nhưng đoạn clip này vẫn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam đã phát trực tiếp tố ông Colorman, tên thật Đỗ Văn Bửu Điền, chủ công ty Điền Quân Media and Entertainment, làm Tú Ông có hành vi dắt gái cho một số người ở nhà hàng NL tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước những lời cáo buộc trên, Colorman không có bất cứ động thái đáp trả nào. Thay vào đó, ông chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường cùng những quan điểm về cuộc sống. Mới đây nhất, ông chủ Điền Quân đăng đàn chia sẻ về cách hưởng thụ cuộc sống và tình hình hiện tại, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Colorman nhắn nhủ rằng có nhiều cách để hưởng thụ cuộc sống và mỗi người sẽ có chọn lựa riêng để sống hạnh phúc. Đây là cách của tôi, vất vả mà vui, sảnh quá đâm buồn. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhen ạ. Dựa vào loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái mà Colorman đăng tải những ngày gần đây, khán giả có thể thấy rõ hàng quán của ông đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn có những diễn biến khó lường nên mọi thứ chưa thể sôi nổi tất bật như thời gian cách đây nửa năm. Chính vì thế mà ông chủ Điền Quân có khá nhiều thời gian rảnh trong ngày, khiến ông đôi khi phải trải qua cảm giác buồn man mác. Vậy nên để cuộc sống trở nên vui vẻ, nhiều điều ý nghĩa hơn, ông chủ Điền Quân đã chủ động ra cửa hàng Colorman's Coffee and Choco để hỗ trợ nhân viên chuẩn bị nước cho khách, đi ăn các món ăn mình thích và tìm tòi đọc những kiến thức có ý nghĩa mỗi ngày. Trước những thú vui tao nhã của ông trùm showbiz, khán giả nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú. Chúc anh cuối tuần bình an, em thích câu nói của anh vất vả mà vui. Em cũng vất vả cả tuần nhưng em cũng thích làm những món ăn cho những người thân trong gia đình. Rất ngưỡng mộ em, tôi thích cái bình dị, hành động là nói lên tất cả. Chúc bạn thành công. Bên cạnh đó, có một số cư dân mạng đề cập trực tiếp đến những ồn ào Colorman đang gặp phải và mong muốn mọi chuyện sớm được sáng tỏ để bảo toàn được uy tín danh dự cho ông chủ Điền Quân. Hy vọng công an điều tra ra, anh không dính dáng truyền thông bẩn và nghệ sĩ bẩn, không thì chúc anh ăn tù áo số. Chúc chú luôn gặp nhiều may mắn, chính nghĩa mãi mãi là chính nghĩa. Một số dân mạng bình luận. Nhắc đến Đỗ Văn Bửu Điền sinh năm 1969 hay Colorman là nhắc đến ông trùm quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Những chương trình giải trí, game show đình đám như Thách thức danh hài, Giọng mãi giọng ai, Biệt tài thí hơn đều do công ty của Colorman nắm bản quyền sản xuất.